Bảo bữa nay đi đâu mà đẹp trai Bảo ơi? Sài Gòn. Sài Gòn. Sài Gòn. Chúc chuyến bay bình an nha. Ồ, dạo này mặc áo đỏ nè, mang ba lô đen nè, bảnh trai ghê ha. Mong là không. Ừ, rồi ông đi chừng này ông về ông chở tôi đi quay cao tốc nữa chứ? Chưa biết. Chưa biết. Bè con đang chờ mình quay đường cao tốc á, cho nên vô đá ăn chơi cho vài bữa rồi quay về nha. Hả? Có hả? Có nhiêu tiền hai củ đi lên Sài Gòn tiêu hết rồi, mang đồ đồ về đi làm YouTube chứ bà vợ nha. Ừ, đi về đi quay cao tốc hả? Đúng rồi, đi về đi quay cao tốc chứ. Ừ. Có ai chờ quay cao tốc sao? Lì lì lên cho đỡ cao tốc nó hình thành không quay được á nha. Dạ, Tô Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Tô Lê đang đứng tại sân bay Cam Ranh. Tối hôm nay ông Bảo Lê ông đi Sài Gòn cho nên Tô Lê tiễn vào Sài Gòn luôn. Chuyến bay Tô Lê đi hôm nay là 8 giờ 45 phút bay hãng Airlines. Hiện tại bây giờ mới hơn cái 6 giờ cho nên chưa có check in. Hai vợ chồng đang lang thang ở phía trước sân bay, quay cái cảnh quan cho cả nhà mình cùng xem, biết được là sân bay Cam Ranh tối nay nó nhộn nhịp như thế nào. Bây giờ thì Tú Lê đi vào sân bay nha. Đây là cảnh quan ở phía bên trong của sân bay Cam Ranh. Phía trước là nhà vệ sinh. Góc bên cạnh thì có quán cà phê Coffee and Food. Phía bên này thì có hải sản, đặc sản của Việt Nam thì ở đây bán rất là nhiều loại bánh nha. Đa số cô chú muốn mua quà thì ở đây có bán đầy đủ. Đây có yến, có bánh, có sữa, có đặc sản Việt Nam nè, có đủ ba miền Bắc, Trung, Nam. Đây là cái tủ hải sản Nha Trang. Bên trong thì có mực, tôm, cá thu. Sang bên góc này thì có cà phê, có phở Việt Nam. Ở đây có phở bò tái thì có giá là 69.000, bún cá Nha Trang 75.000, cơm chiên hải sản 95.000. Đó là cái giá tại sân bay Cam Ranh tối nay. Phía bên này thì có quầy giải khát về thức ăn nhanh. Phía trước có quán cà phê. Bên này thì có Quy Mát, đặc sản ba miền.
bên này có đặc sản Nha Trang. Thì khi cô chú đến sân bay Cam Ranh mà muốn mua những cái món quà gửi mang về cho người thân hoặc gia đình thì ở đây có đầy đủ hết. Bên này cũng có một cái khu vực nhà vệ sinh. Đó là cái cảnh tổng quan của bên trong sân bay Cam Ranh. Nhìn người mà hết nhỉ. Bên này thì đang làm thủ tục check-in của hãng Vietjet. Này là cầu thang máy để lên cái phòng check-in an ninh. Sân bay Cam Ranh hiện tại tối nay hơi vắng khách, có thể là chuyến bay tùy theo giờ mà hành khách đến đây để check in. Như Tú Lê cũng đi sớm hơn 2 tiếng đồng hồ, bây giờ thì mình cũng chưa có check in vé. Thường thì những cái cổng mà check in của hãng bay thì mở cửa check in hành lý trước 2 tiếng đồng hồ. Tối nay thì Tú Lê đi vào đây hơi sớm á, cho nên mình phải đợi khoảng chừng 15 phút nữa, hơn 6 giờ rưỡi thì mới check in vé cho chuyến bay 8 giờ 45 phút bay vào Sài Gòn. Bên này thì cũng có một cái thang máy để đi vào check in an ninh ở trên lầu á. Tôi đang quay cái cảnh quan của sân bay Cam Ranh ở phía dưới lầu thôi nha. Khu vực này thì check-in hành lý bên Vietnam Airlines. Bảo Lê, má đang làm gì á? Đây là khu vực ở phía trước sân bay nha. Ở đây có bán thức ăn, cà phê, giải khát. Có cái quầy bán xe buýt tại đây. Giá vé xe buýt lộ trình từ sân bay Cam Ranh đến Bãi Dài, đến Nguyễn Tất Thành, đến đường Hoàng Diệu, Trần Phú và biệt thự, đường biệt thự, đường Hùng Vương luôn. Có quán cơm phở, bán luôn cả sinh tố, nước giải khát, cà phê ở đây. Phía bên ngoài thì có cái nhà hàng cà phê Galina. Cà phê Highland. Ở đây có khu ẩm thực Việt Nam. Chào em. Đây là cái khu vực ga quốc nội.
Phía bên này là khu vực để xe của hành khách. Tú Lê đang quay ở cái khu vực sân bay Nội Bài, sân bay Cam Ranh, có hai bên, bên phía bên ngoài bên kia là khu sân bay quốc tế. Tú Lê đang quay ở bên này là khu vực sân bay Cam Ranh mà thuộc Nội Bài á, đi trong nước. Đến đây thì cô chú không sợ đói. Ở đây có rất là nhiều quán ăn, quán cà phê giải khát. Chỉ cần bước xuống sân bay thì có đồ ăn sẵn liền. Có phở, có cơm, có sinh tố, cà phê. Vậy về xe xe bên kia là cái sân bay thuộc cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Cũng sát bên cạnh thôi. Mẹ Tú Lê đang má nhìn gì má? Rồi bây giờ thì Tú Lê là anh bảo đi vào check in hành lý. Sau khi qua cổng an ninh check in hành lý thì bây giờ Tú Lê để lên lầu rồi nha. Và đây là cái khu vực ngồi đợi để bay. Ở trên này cũng bán khá là nhiều đồ ăn. Quầy đặc sản Nha Trang. Phía trước là cửa hàng đặc sản miền Trung Ngô Nguyễn. Đây là đặc sản Nha Trang Phạm Anh Trang. Rồi, đây là cái khu vực ngồi đợi chuyến bay. Chỉ còn hơn chưa được chỉ còn khoảng 50 phút nữa là chuyến bay của Tú Lê bay nha. Hiện tại bây giờ Tú Lê đang đứng ở ngay cái cổng số 2 để đợi chuyến bay đi vào Sài Gòn tối nay. Đây, đang hành khách đang ngồi đợi ở cái chuyến bay tối nay 8 giờ 50 phút. Và đây là cái cổng số 2. Đây là cái chuyến bay có thể gọi là cuối cùng đi vào Sài Gòn tối nay. Và đây là những cái hàng ghế trống ha. Những dãy ghế rất là đẹp. Về đây là cái cửa số 6. Hết rồi, đến đây là cửa cuối cùng. Đây là cửa số 5, cửa số 6 này. Dạ, đó là cảnh quan khu vực sân bay Cam Ranh phía trên lầu, ngay tại những cái cổng đợi để mình bay. Ở đây cũng có khá là nhiều quầy hải sản
quầy đặc sản. Ở đây có cái quầy đóng cửa rồi. Ngọc Trai, Long Bét. Vậy về đó là cảnh quan khu vực sân bay Cam Ranh, khu vực sân bay Nội Bài á. Thôi thì Tố Lê đi chuẩn bị đi vào cổng nha. Tố Lê xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video sau. Kính chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui và may mắn, bình an.